Thưa quý vị, vào cuối tháng 8 năm ngoái, tại thành phố San Jose, tiểu bang California, Viện Bảo tàng Thủy Nhân đã chính thức mở cửa. Trong số hơn 500 người đến tham dự lễ khánh thành, có một phụ nữ từng là thuyền nhân. 33 năm trước đây, bà đã cùng chồng và 7 đứa con vượt biển bằng bè, thùng phi. Khi cả gia đình đến được bến bờ tự do, không bao lâu thì câu chuyện của bà đã trở thành sự khích lệ cho những người Việt ở trong nước ra đi, và cũng từ đó, phong trào vượt biển ngày càng dâng cao. Nhân dịp 30 tháng 4 sắp đến cũng là dịp để nhắc lại phong trào vượt biển khi xưa, Phương Anh thuật lại câu chuyện hy hữu của bà Mary Nguyễn, người phụ nữ can trường năm xưa. Vợ chồng bà cùng các con sống ở khu Thanh Đa, bên bờ sông Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhà nước Cộng sản bắt dân đi kinh tế mới hay về quê làm ăn. Cả hai ông bà đã tính chuyện ra đi, nên bèn cho tiền công an địa phương để được cấp giấy đi đánh cá. Sau khi được cấp giấy phép, chồng bà tiến hành kế hoạch đóng bè. Từ San Jose, bà Mary Nguyễn hồi tưởng lại chuyện năm xưa. Chuyến vượt biên của tôi là 23 tháng 9 năm 1975. Trên chiếc bè của tôi có 14 người, đứa nhỏ nhất là có 8 tháng thôi. Cái ngày đi ra đi là cái ngày đổi tiền đầu tiên. Chúng tôi đi ra tới 4 ngày thì ra tới Hải Phận Quốc tế, thì có tàu Nhật Quốc về Nhật ở 9 tháng. Cái bè của tôi đóng gần 1 tháng, mà lúc đó là tôi có giấy phép. Tôi nói rằng tôi đi Vũng Tàu để làm nghề đánh cá, rồi từ đó, từ Vũng Tàu tôi đi ra cửa biển luôn. Cái bè đó, mỗi một bên là 18 cái thùng khê, có 36 cái thùng khê tất cả. Và ở trên cái bè đó thì có một cái nhà nhỏ nhỏ, cái bè bằng gỗ. Trên bè cũng có cái máy đuôi tôm, có 2 cái máy đuôi tôm, cái máy Yamaha của Nhật đó. Khi mà đóng đó thì đóng ở chỗ cái cư xá Thanh Đa đó, tại vì ở đó nó có cái dòng sông, đi thẳng ra Cần Giờ rồi đi thẳng ra Vũng Tàu. Khi được hỏi chồng bà có kinh nghiệm đi biển bao giờ hay chưa, bà cho hay: Không, chỉ là làm nghề thầu khoáng, chưa hề đi biển bao giờ. Vì các con thì tôi cũng dám làm, là vì mình không có thích cái chế độ đó, thà là chết. Mà lúc mà bên kia vô rồi trong lòng mình rất là buồn bã và lo âu, không biết làm sao mà đi. Rồi ông xã ông nói bây giờ ông đóng cái chiếc bè như vậy đó, có dám đi không? Thì tôi nói tôi đi, bây giờ cái gì mà nổi trên nước là đi, mà không biết làm sao đi. Lúc đó, 30 tháng 4 đó, thì cũng có ra tòa đại sứ kiếm đường đi, rồi chạy xuống bến Bạch Đằng kiếm đường đi mà không có gặp dịp để đi. Thành thử ra về nhà rồi suy nghĩ không biết làm sao đi, muốn tìm đường đi, không có nghe ai hết, tự tôi suy nghĩ tôi muốn đi. Ông xã ông có sáng kiến, ông tại vì ông có coi cine đó, thì ông thấy mấy người mọi đó người ta đóng cái ghe 2 lường đó là nó vững lắm, thì ông lại có sáng kiến là ông đóng bằng tồn phê mà cũng 2 hàng, rồi ở giữa là một cái sàn, ở trên có cái nhà nhỏ nhỏ để che mưa che nắng. Trên chiếc bè tự chế đó, 14 người gồm 2 vợ chồng và 7 đứa con cùng bạn của các con và một cô em gái. Lớn tuổi nhất là chồng bà, 56 tuổi, thuyền trưởng, cũng là chủ tàu, và lúc ấy bà vừa tròn 38. Nhỏ nhất là em bé gái mới sanh được 8 tháng, và một đứa con trong bụng của cô em gái sắp sanh. Với cái địa bàn mua ở chợ trời, một bản đồ Việt Nam loại treo tường và cờ SOS, cùng một ít gạo, đồ hộp, tất cả được chất trong chiếc nhà gỗ nho nhỏ trên chiếc bè bằng thùng phi đó. Người được gọi là thuyền trưởng cũng chưa bao giờ đi biển. Bà kể tiếp: Dầu để chạy máy đó, máy Yamaha đó, thì giấu ở dưới mấy cái thùng phi mà mỗi bên 18 cái đó. Rồi ông cũng làm cái cách để bơm lên nữa. Rồi ở trên bè có nước. Lúc đó đó, 30 tháng 4 đó, có mấy cái kho nó mở ra đó, nó bán đồ hộp đó. Thì tôi mua một mớ đồ hộp. Thật sự ra thì cũng không có biết là đi đường biển nó như thế nào, nhưng mà một sống, 2 chết. Nhất định ra đi, tại vì gia đình tôi có tới 7 con trai, lớn nhất là 20 tuổi. thì nghĩ là không muốn ở lại, vì là mình không có thích cái chế độ đó, mình là người Công giáo nữa. Lúc đó thì 30 tháng 4 thì bên kia vô rồi, gia đình tôi không có đi đến ngày nào hết. Khi mà đi ra Cần Giờ xong rồi đi ra Vũng Tàu, thì cái lúc mà ra tới Vũng Tàu thì cái đêm đó là tới chiều rồi. Cũng may mắn là thì có một cái ông chèo đò, ông nói là tối thì nước nó rút ra cửa biển, thì cái chiếc này đi theo cái con nước đó, thì nghe lời ổng đậu lại ra biển rồi đó. Ôi cha, thấy sợ quá, xung quanh mình á không thấy ai hết, mà không thấy bờ thấy bến gì hết, mà nhìn xuống dưới nước á thì nó đen, nó sâu quá, thành ra nó đen, thật là đen. Nước ở dưới biển đó nó thành nước đậm đen đó, rồi có cá đó nó lội xung quanh nữa đó, rồi thấy rắn biển nữa đó, màu hết đó. Sau 4 ngày, chiếc bè bằng thùng phi nối lại với nhau với 3 thước chiều ngang, 17 thước chiều dài, bắt đầu sục sịch, không còn gắn chặt như trước. Đồng thời, dầu máy bắt đầu cạn. Gia đình bà gặp rất nhiều tàu bè qua lại, nhưng không một chiếc nào vớt, vì lúc đó chưa có phong trào vượt biển, chưa có trại tị nạn, chưa có một chính sách nào cụ thể, nên không ai dám ra tay cứu giúp. Bà kể tiếp. Ra tới Hải Phòng Quốc tế đó, ôi cha, tàu 4 bên nó đi qua đi lại, mình xin nó cứu. Lúc đó dương cái cờ SOS lên, cái nó nói nó không có cứu được, mà nó hỏi muốn cái gì thì nó cho, chứ nó không có cứu được, nó không có phép cứu. Thì buổi sáng đó có một chiếc tàu Nhật, cái ông thuyền trưởng ổng nhìn thấy con nít nhiều quá, ổng mới ra tay ổng cứu giúp. Đó, ổng vì lòng nhân đạo, ổng biết chiều nay có bão nên ổng mới cứu đó. Ổng nói ổng thấy con nít không mà không cứu thì mấy người này chết hết. Bị ông thuyền trưởng ông nói là buổi chiều đó đó thì sẽ có bão, ổng nói nếu mà ổng không cứu thì cái chiếc bè này chắc rã hết, bởi vì chiếc bè nó đã lụt rịch rồi, nó đã lắc lư rồi và nó đã gần súc ra rồi. Mà thật sự là lên trên tàu rồi là bão tới đó, nếu mà ở dưới bè thì chắc không có sống đâu. Nhờ vào lòng từ tâm của vị thuyền trưởng, chiếc tàu Nhật mang tên Sokomaru, 14 người với đa số là trẻ em, được đưa lên chiếc tàu dầu vào ngày 27 tháng 9 năm 1975, sau 4 ngày lênh đênh trên biển cả. 9 tháng sau, cả gia đình bà đến định cư tại Hoa Kỳ. Bà cho hay. Lúc mà ổng qua tới đây đó, 3 năm sau là ổng bệnh, thành ra có mình tôi đi làm, nuôi mấy đứa con. Rồi mấy đứa con nó cũng đi học trường, nó cũng tự học. Bây giờ là đứa nào cũng thành danh hết, đứa nào cũng là kỹ sư, đứa dở nhất là technician, nó cũng tự lập hết. Giờ đây, sau khi con cái đã thành tài và chồng bà qua đời cách đây 4 năm, bà đã về hưu và chỉ đi làm công việc thiện nguyện. Nhớ lại chuyến vượt biển năm xưa, bà luôn cho rằng cả gia đình sống sót được và may mắn là nhờ đức tin và sự cầu nguyện. Riêng ông Vũ Văn Lộc, giám đốc cơ quan định cư ở San Jose, bang California, thì có ý kiến rằng: Tôi là một người lo về một cái chương trình định cư và di dân của người Việt ở tại San Jose từ năm 76, thì tôi là người sưu tầm được nhiều những câu chuyện liên quan tới chuyển dân, thì mình có thể nhận thấy như thế này. Trong những cái tháng đầu tiên sau 30 tháng 4 đó thì sự cũng đa số cũng có những chuyển dân đi, nhưng mà mình phải hiểu là nó liên quan tới cái biến cố, cho nên nó chưa thành cái tên của chuyển dân, nó phải để tới 2-3 tháng sau đó thì lúc đó mới có người bắt đầu thực sự là vượt biên, mà bên ngoài Hải Phận không còn cái tàu nào nó đón nữa. Người Việt Nam người ta phải đi thẳng sang Thái Lan, Mã Lai, thì những cái ý nghĩa của chuyển dân lúc đó nó bắt đầu có thực hiện được. Và trong đó có cái câu chuyện của bà Mary và gia đình vượt biên bằng cái thùng phi đấy, thì theo tôi nghĩ cái đó là một cái sự kiện độc đáo. Nó mang cái nghĩa là nó thích lệ như người khác, dù là hoàn cảnh nào người ta đi được, và người ta nói rằng người ta còn đi bằng thùng phi nữa mà lại đến tận biên giới. Mà trong cái chuyện này thì vai trò của người phụ nữ rất là quan trọng, bởi vì thực ra là thuyền viên thì cũng cả gia đình đi hay là cũng có đàn ông và bà đi hết, nhưng mà người phụ nữ đóng một vai trò quan trọng vì lý do là có sự thúc đẩy, có cái sự gọi là cộng tác thì mới thành được, kể cả những người đàn bà mà yểm trợ cho chồng hay cho con trai đi một đêm sau này đó. Cái vai trò phụ nữ luôn luôn đóng một vai trò hết sức là quan trọng. Theo ông, qua câu chuyện của bà Mary Nguyễn với tin tức của đài VOA BBC lúc bấy giờ về chuyến vượt biển bằng bè thùng phi xăng của gia đình bà được tàu Nhật vớt bay về Việt Nam đã đem lại nhiều hy vọng cho người dân miền Nam lúc bấy giờ muốn ra đi bằng thuyền. Ông nói, sau khi mà cái trường hợp của bà Mary này mà sang được đến nước tự do đó, thì câu chuyện nó mới mở ra, đăng báo lên. Rồi thì khi mà được tàu Nhật vớt các thứ đó rồi đăng báo lên đó, nó là trở thành một cái chuyện hy hữu hơn tất cả những cái chuyện vượt biên khác. Bởi vì lúc đó là vượt biên bằng thuyền là thường rồi, nhưng bằng cái thùng phi đó là một cái câu chuyện rồi thì hình chụp các thứ nữa. Thành ra ở trong nước người ta cũng thấy là toàn vẹn một gia đình đang Nhật đó, thì cái điều đó đã là khích lệ rất là nhiều, mà đặc biệt là nhiều giống như một cái hơi cho mọi người nhìn thấy cái bè mà bằng thùng phi đạt được cái hạnh phúc của tự do và phát triển ở Việt Nam đó. Thì về sau này thì nhiều người kể câu chuyện đó ở Đông Nam Á rồi thì ở Việt Nam cũng ai nhắc tới cả. Vì vậy nên cái phong trào đó nó cứ từ từ lên cao ở cái chỗ đó. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện của bà Mary Nguyễn, một phụ nữ can đảm cùng chồng đã liều chết đi tìm tự do cho cả gia đình. Đây là chương trình tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do phát từ Washington.